Chúng ta không nên tham lam. Nếu quá nhiều người, chúng ta không có đủ nước. Khi tôi không có đây, quý vị có thể thay phiên nhau. Hôm nay người Đài Trung đến, rồi ngày mai người Đài Bắc, chẳng hạn vậy. Như vậy mình sẽ không dùng quá nhiều nước. Nếu quý vị muốn mang nước về nhà thì lấy một ít thôi, rồi hòa với 20 gallon nước. Cho dù chúng ta đã đào nhiều giếng và có nhiều tháp nước, chúng ta cũng không nên quá tham lam. Đừng chú ý quá nhiều vào bên ngoài. Đừng chú tâm vào những thứ vật chất. Hãy tu hành để tự kiếm công đức, rồi quý vị sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Càng có nhiều công đức, quý vị sẽ càng may mắn. Tuy nhiên, quý vị càng tham lam thì sẽ càng mất nhiều công đức. Điểm tâm linh của quý vị sẽ bị khấu trừ, sẽ lãng phí quá nhiều. Không có gì miễn phí trong thế giới này. Dĩ nhiên là tôi cống hiến mọi thứ miễn phí, nhưng với Ma Dương thì không thứ gì miễn phí cả. Ma Dương sẽ khấu trừ một số điểm. Dĩ nhiên chúng ta có thể đào giếng để lấy nước cho mình dùng, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên để nước luân lưu dưới lòng đất. Như vậy cây cối và hoa có thể chia sẻ một ít. Không nên thâu tóm hết cho riêng mình. Chúng ta đã có nước ở nhà rồi. Cây cối bất lực vì chúng chỉ có thể dựa vào nguồn nước trong thiên nhiên. Chúng ta không nên tranh giành với chúng quá đáng. Ở đây chúng ta có đủ nước để nấu ăn. Quý vị có thể đến đây uống một ít và dùng một ít. Như vậy là đủ rồi. Nếu muốn mang một ít về nhà thì chỉ một chén nhỏ thôi. Thật ra thì không cần thiết. Quý vị đến đây mỗi tuần ăn và uống ở đây. Nếu chúng ta không dùng nước, nước sẽ chảy tới cây cỏ và bảo vệ môi trường. Một số cây có đẳng cấp tâm linh rất cao, quý vị không biết được. Đẳng cấp thứ 5, phải. Có những cây rất lớn và tâm linh rất cao. Đó là lý do nhiều người ngồi thiền dưới gốc cây, họ cảm thấy tốt. Một số công viên có cây nhỏ hơn. Cho dù những cây này không phải đẳng cấp cao, mà là đẳng cấp thứ 3, họ cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất tốt rồi. Cây ở đó để bảo vệ thế giới, để ổn định thế giới và cung cấp oxy, hiểu không? Cây hấp thụ tháng khí, đó là một cách để thu nghiệp chướng và ban tặng phước báo. Nếu cây cối không thuộc đẳng cấp cao, làm sao có thể làm như vậy? Nhìn xem, cây cối không có mắt, không miệng, không gì cả. Vậy làm sao họ biết phải làm gì? Đó là vì cây cối có tâm linh cao, hiểu không? Do đó chúng ta nên tôn trọng vạn vật, đừng lạm dụng bất cứ thứ gì. Một số cây rất cao, rất lớn. Có một số cây tự nguyện đến đây để bảo vệ chúng ta và chia sẻ một ít phước báo của họ với chúng ta. Cho nên đừng tùy tiện đốn cây và tỉa cây. Tôi không biết chính phủ ở đây có cấm điều này không. Tại vài quốc gia khác, nếu quý vị muốn đốn những cây lớn thì phải xin phép. Cho dù đó là cây do quý vị trồng cũng vậy. Sau khi cây đã lớn, quý vị không thể tùy tiện cắt bỏ, trừ khi tự nó ngã xuống. Quý vị không được đốn ngã. Chúng ta nên biết ơn muôn loài và vạn vật. Động vật và thực vật đều có tâm linh, ngay cả sỏi đá cũng có tâm linh. Đó là lý do khi quý vị vào rừng, vào công viên hay ngồi dưới gốc cây lớn, cảm thấy rất thoải mái. Đó là vì cây cối phát ra dưỡng khí. Cây cối phải có phước báo mới có thể ban phát dưỡng khí. Cây cũng có từ trường, yêu thương và che chở. Do đó, khi ở trong rừng núi, quý vị cảm thấy khoan khoái. Mỗi ngọn núi cũng có vị sơn thần riêng. Thật ra, mọi thứ mọc trong núi đều có phẩm chất tâm linh, kể cả sỏi đá. Mỗi chúng ta đều có những trách nhiệm, phước báo và sứ mệnh riêng. Để được sinh làm người và có thể thụ hưởng rất nhiều điều tốt đẹp, chúng ta nên cảm thấy vô cùng biết ơn đối với muôn loài và vạn vật trên thế giới. Trong Kinh Phật có nói rằng, có chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Tôi cầu nguyện cho tất cả đều giảng sanh nơi miền cực lạc. Trong những Kinh Phật mà người ta tụng mỗi ngày, có một đoạn đề cập đến điều này. Ngày xưa, sư phụ cũng tụng những kinh này nên vẫn còn nhớ, như chú Đại Bi hay kinh Kim Cang. Mỗi ngày, sư phụ cũng làm y như họ thường làm trong chùa, tụng những phẩm kinh này sáng và chiều. Trong đó đều nói về những điều như thế.
Cho nên không có chúng sinh nào là vô tình. Chúng sinh vô tình cũng là chúng sinh. Quý vị đều biết điều này chứ hả? Chúng ta chỉ có số phước báo giới hạn. Ở Formosa, Đài Loan, cuối cùng vì chúng tôi không thể xây đại điện lớn hơn, nên những căn nhà nhỏ ở rải rác đây đó, tôi đều để cho họ lên thiền. Nhưng tôi nghĩ làm vậy không tốt cho họ. Tôi không hiểu gì sao. Bởi vì họ cũng thích đi lên đó thiền ngay cả lúc tôi không có ở đó. Cho nên khi tôi trở về đó, tôi cho họ dùng hết. Nhưng đôi khi sự rộng lượng của tôi không giúp ích gì cho họ. Có nhớ câu chuyện về 500 con hạt trắng không? Tương tự, chúng ta chỉ có được số lượng nào đó trong thế giới vật chất này. Nếu dùng nhiều hơn vậy, chúng ta có thể đem lại rắc rối cho mình. Đó là luật nhân quả. Bởi vậy, tôi mới nói với quý vị, nếu trong tiền kiếp quý vị không bố thí cho người ta nhiều thức ăn, hay quý vị không cho gì cả, thì trong kiếp này quý vị sống bằng không khí dễ hơn. Thật sự là vậy. Dễ hơn. Bởi vì quý vị không có gì trong kho phước báo thực phẩm của mình, và có lẽ quý vị chỉ có đủ để dùng cho mình trong kiếp này, hoặc quý vị không có gì. Trong nhiều câu chuyện tâm linh tôi đọc có nói như vậy. Đôi khi người ta sinh ra trên thế giới này, nhưng không có gì trong kho phước báo mà thuộc về thức ăn. Cho nên họ phải ăn cỏ khô, hoặc bất cứ gì khác. Vì nếu họ cứ tiếp tục ăn thêm thì thân thể họ không được khỏe, hoặc họ tu hành sẽ không lên cao lắm được. Cho nên bằng cách nào đó chúng ta phải luôn trả giá. Trong nhiều kiếp tôi hầu như bố thí rất nhiều, cho nên kiếp này tôi đi đâu cũng có rất nhiều thức ăn ở khắp nơi. Tôi cố tránh nghiệp quả của mình một chút, bằng không tôi mặc không vừa quần áo nữa, hiểu không? Các thiên đế đang lắng nghe. Ngay cả thiên đế cũng không biết tất cả, dù là vua của các thiên đế. Cho nên quý vị có thể thấy đó là thiên đàng đẳng cấp thấp hơn. Các thiên đàng đẳng cấp thứ 5 thì biết tất cả mọi thứ, dĩ nhiên. Họ càng lên cao thì càng có nhiều kiến thức về vạn vật, ngay cả kiến thức trần gian. Họ biết hết tất cả nếu muốn biết. Nhiều khi họ không muốn. Có gì ở đây mà họ muốn biết đâu, nói ta nghe. Có gì xứng đáng cho tai họ, để làm bận tai của họ? Không có gì. Có gì xứng đáng để mũi họ ngửi không? Cho mắt họ nhìn không? Có bà lão ngồi đây, chân gác lên bàn, lúc lắc mấy ngón chân và nói chuyện dớ dẫn. Và toàn thể hội chúng cũng cười dớ dẫn. Không có gì nhiều. Như thế này là tốt nhất rồi. Tưởng tượng xem. Tưởng tượng phần còn lại, làm sao họ thích nhìn cái gì chứ? Thôi, thôi, tôi nói giỡn thôi. Các thiên đế đang lắng nghe. Bất cứ khi nào chúng ta thuyết giảng hoặc hội họp như vậy, thì họ luôn luôn tới đứng quanh. Họ thích, thích lắm. Họ thích kiểu nói chuyện như vậy, thích nhiều hơn con người nữa. Họ trân quý nhiều hơn, bởi vì họ thật sự hiểu lực lượng của lời nói từ kinh điển và bất cứ vị nào tôn kính đọc. Ngay cả không nhất thiết đọc bởi vị minh sư cao đẳng. Họ thích bởi vì khiến họ cảm thấy hân hoan, vui sướng và có thêm công đức, để họ có thể sống lâu hơn nữa trên thiên đàng. Họ có thể ở địa vị thiên đế lâu hơn, để hoa trên đầu họ sẽ không héo tàn nhanh quá, và họ không chết mau như thế. Và họ có thêm lực lượng, thêm tuổi trẻ, thêm sinh lực, và thêm hạnh phúc. Thế giới thứ nhất. Quý vị biết thế giới Atula, thế giới thứ nhất, thế giới vô bóng, hiểu không? Là thế giới đó. Đó là cảnh giới đẹp, thế giới đẹp. Trông tương tự như thế giới chúng ta nhưng vô cùng sáng, vô cùng rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng tuyệt diệu, vô cùng quyến rũ, vô cùng duyên dáng, vô cùng mê hoặc, vô cùng lôi cuốn mà quý vị không bao giờ muốn rời thế giới đó. Nếu tình cờ tới đó, nếu không có minh sư, quý vị sẽ không biết. Quý vị chỉ muốn ở lại đó mãi mãi và nghĩ đó là thiên đàng. Thiên đàng tối cao và không bao giờ nghĩ tới việc rời đi. Nhưng nếu quý vị tới đó, nếu có thiên hướng, thích nó, thì minh sư sẽ bịt mắt quý vị và kéo quý vị lên. Đi, 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 đi nào, đây không phải là chỗ cho con.
Bởi vì quá đẹp, rực rỡ với ánh sáng và âm nhạc, và bất cứ gì mình muốn là xuất hiện ngay lập tức. Tưởng tượng ở đây mình phải làm việc cho từng giọt nước nhỏ mà mình uống. Trên đó mọi thứ rất ngon, mọi thứ đều tốt, và thậm chí không phải làm gì để có nó. Trà hoa cúc. Trà hoa cúc, tôi nghĩ một hoặc hai ly một ngày là đủ rồi, bằng không mình sẽ bị tiêu chảy, hiểu chứ? Nhưng tẩy độc rất tốt, không sao, nhưng sẽ không bị tiêu chảy mãi. Có lẽ làm sạch mấy thứ không tốt và tống ra ngoài. Nhưng nếu quý vị cần làm việc thì cẩn thận nha. Không thể cứ 5 phút lại rời máy tính và nói thưa sếp tôi xin lỗi, không biết có gì không ổn với tôi hôm nay. Nếu uống mỗi ngày thì có thể uống từ từ, tăng thêm từng chút một cho tới khi quen với nó. Nhưng nếu chỉ thỉnh thoảng mới uống vì lý do sức khỏe gì đó, thì hãy cẩn thận. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các chương trình trên truyền hình Vô Thượng Sư.